Ok, thì hello các bạn đang xem video của mình nha. Đây sẽ là một chuyên mục, hay gọi sao nhỉ? Nó không mới và nó cũng không có cũ. Thì đây là chuyên mục mà giống như là mình review lại cái cây bể kẹp đó các bạn. Thì sau khi mà mình xem các YouTuber ở trên kênh YouTube á, họ review những cái món đồ giống như là đồ chơi nè, rồi các sản phẩm khác vân vân. Thì những sản phẩm đó nó dạng gọi sao nhỉ? Thì các sản phẩm đó nó gọi là giống như là sản phẩm mà mình gọi là cố định đi. Sản phẩm cố định khi mà các bạn mua về nó không có thay đổi gì cả. Nó không thay đổi thì nó cũng không đúng, vì nếu như các bạn để lâu ngày thì có thể là nó sẽ mục rã hay là gì đó vân vân các thứ, nhưng mà cái thời gian đó nó rất là lâu và nó gần như là nó sẽ giữ nguyên cái hình dáng của nó, của cái sản phẩm đúng rồi các bạn mua về. Còn đối với những loại thực vật, ví dụ như dòng cây bể kẹp này đi á, thì nó là giống như là một sinh vật sống nên thành ra là nó sẽ phát triển theo thời gian, nên khi mà mua về có thể hình dáng nó như thế nhưng mà sau một thời gian nó sẽ khác hẳn. Thì đây là minh chứng rõ ràng nhất cho các bạn dễ hình dung. Thì nếu như bạn nào mà có xem trên các hội mà hôm bữa mình có up lên cái cây WeWood đó, các bạn thấy không, khác hẳn với cây WeWood hồi trước lúc mà mình quay video luôn. Đây mình sẽ để cái hình cho các bạn so sánh. Thì cái tấm hình bên trái đó là chụp cái cây WeWood lúc mà mình mới vừa mua về, mình quay review cho các bạn xem. Và bên phải đó là cái cây hiện tại. Thì cái video mà mình quay review cái cây WeWood á là mình đăng lên là ngày 28 tháng 6. Thì hôm nay là ngày 10 tháng 9, vậy là tương đương và là cỡ 2 tháng 8 ngày gì đó. Và cái cây nó đã lớn được như thế này rồi nè các bạn. Và tính ra nó cũng nhanh đó chứ các bạn. Lần trước đó các bạn cũng thấy rồi là cây có bị dúng một chút xíu đây so sánh tiếp nè. Cũng là bên trái các bạn đang xem là cái cây WeWood lúc mà mình quay review tập trước, và đây là cái cây WeWood hiện tại. Đây, hôm nay chúng ta sẽ review lại từ đầu. Để nhìn tổng quan là nó cũng giống như những dòng cây bể kẹp khác thôi các bạn. Mình cũng không biết vì sao mà khi mà mình trồng cái nó lên tốt quá nên nó mất hết gần như là toàn bộ những cái đặc điểm của cây WeWood luôn các bạn. WeWood trên mạng nhìn khác lắm. Đây, tiếp tục so sánh cho các bạn xem. Đây là cái WeWood mà mình tìm trên mạng. Các bạn thấy không, kẹp nó rất là đặc biệt. Còn cái cây của mình nó giống như là cái cây thường vậy á. Thì á, có cái video review trước rồi các bạn. Video review trước là cây rất là chuẩn nha. Và mình cũng không hiểu tại sao mà khi mà mình trồng thì nó lại khác. Đây thì mình sẽ review cái lá. Lá của cây thì cũng không có gì quá đặc biệt, với nó thuộc dòng là lá xanh chứ không phải là lá đỏ hoặc là lá có răng cưa. Lá ngò luôn các bạn. Không có gì đặc biệt cả. Nhưng mà mình cảm thấy là có vẻ như cái cuốn của cây kẹp á nó khá là ngắn nha các bạn. Nên khi mà nhìn lên hình thì chắc là các bạn sẽ thấy là nó giống như là nó nối liền cái lá với lại cái kẹp luôn, nó không có thông qua cái cuốn. Đây. Ok, bây giờ chúng ta sẽ review bên ngoài cái kẹp nha các bạn. Ngoài cái kẹp thì cũng giống như những dòng cây bể kẹp khác bình thường. Theo mình đánh giá là nó cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng mà có thể là trong tương lai nó sẽ khác. Đó là lý do vì sao mà cái video này được sinh ra. Đây. Đây, giờ chúng ta sẽ review tới chiếc răng của kẹp. Như mình thấy không? Răng mình cảm thấy là không có đều. Thì thường thường những dòng cây bể kẹp khác á, cái răng bên này nó sẽ ngắn và nó dài lên từ từ và nó quay trở ngược lại. Còn cái này là răng lởm chởm, răng không đều, thậm chí mà có cái răng dính nữa nè các bạn. Thì gần như là cái kẹp nào mình cũng thấy là nó dính một hai cái răng hết. Thì cái phần răng á là mình đánh giá là bé nó thuộc dạng răng mà không phải là răng quá dài, dạng răng trung thôi. Răng cỡ trung, không quá dài. Nấu của cây thì cũng không có gì quá đặc biệt, cũng hình tam giác nói lên thôi.
Ok, giờ chúng ta sẽ quay review bên trong cây kẹp nha các bạn. À, bên trong cây kẹp của mình hiện tại là nó đang ửng hồng, gần sắp đỏ rồi các bạn. À, thì có thể là trong tương lai là mình sẽ dưỡng được một cái cây wood mà bên trong toàn là máu. nó hơi gùng gợn vậy thôi các bạn. Vì wood là bẫy kẹp người sói, thì trong những cái phim mà mình hay xem là người sói là hay ăn thịt người rồi các thứ vân vân, nói chung là hơi gùng gợn. Thì trong tương lai thì có thể là mình sẽ dưỡng cho bé nó đỏ chét cái miệng luôn. Trong thì cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ có ửng ửng đỏ lên thôi toàn bộ kẹp luôn nha các bạn. Và đây là cái điểm đáng chú ý nhất của dòng cây bẫy kẹp WeWood. Thì bạn nào xem cái tập review cây WeWood trước thì các bạn cũng đã thấy rồi, là bé nó, mình có nói là bé nó không có cái lông cảm ứng gì cả. Và hiện tại bé nó đã mọc lông rồi nha các bạn. Giống như là đã dậy thì đã dậy thì và có thể bắt được con mồi nha. Mình thấy những cái cây kẹp con này nè, đây các bạn thấy không, một số cây kẹp á nó đang ngậm con mồi nè. Đó, ngậm con mồi, nó có thể là mình thấy là giống như kiến hay là gì đó. Vậy là cây có thể bắt được con mồi rồi nha. À, có lòng cảm ứng lại hết rồi. Và như tập trước mình cũng đã nói rồi, là nó không có lòng cảm ứng thì chúng ta không thể test được cái khả năng mà đóng mở của cây. Nhưng tập này bé đã có lòng và chúng ta có thể test được cái khả năng đóng mở. Thì cái phần đó là phần thiếu sót nhất trong cái review phần 1 của mình. Giờ chúng ta sẽ test nha. Đây, thì vũ khí huyền thoại của chúng ta sẽ là một cọng lông chổi. Rất là thích chọc cây bằng cọng lông chổi nha. Vừa không làm hư kẹp mà vừa chính xác nữa. Chứ mà chúng ta chọt tay vào thì có thể là làm cho kẹp nó, cái răng của kẹp á, nó sẽ bị gãy các thứ vân vân. Thì thông thường những dòng cây bẫy kẹp khác á, mà nói nó cũng không có chính xác, vì lúc đó cái cách trồng của mình nó chưa có chuẩn. Nhưng mà nhìn chung là những dòng cây bẫy kẹp á, chọc vào, đụng vào cái sợi lông cá bướng của nó khoảng chừng 2 lần là cây nó sẽ đóng lại. Mà không biết là cái cây WeWood này nó có giống như những dòng cây bẫy kẹp khác không, thì hôm nay chúng ta sẽ test thử. Giờ mình sẽ đụng vào nha. Đây, thử cây kẹp này đi. Một lần nè, không có gì cả. Hai lần. Đóng lại rồi nha các bạn, có hoạt động. Nhưng mà trông có vẻ nó hơi chậm và nó không có đóng hết. Mình sẽ quay qua cây kẹp khác để mà mình test thử luôn. Đây, chúng ta sẽ chọc thử cây kẹp này đi. Đâu rồi nhỉ? Này mình phải canh đúng cái cọng lông cảm ứng á thì nó sẽ chuẩn xác hơn, chứ mà quẹt bên trong miệng thì nó chạm vô thì nó chạm nhiều là nhiều cọng mà nó sẽ không cho kết quả chính xác được các bạn. Một lần nè, hai lần. Nhanh như các bạn. Wow. Vậy là cái cách mới của mình là siêu chuẩn rồi nha, cây khỏe ghê luôn. Đây mình sẽ chọc thử vài cây nữa cho các bạn xem nè. Một nè, hai. Cũng chậm. Kẹp này là quá nhanh luôn rồi các bạn. Rồi, ok, thì hôm nay là cái tập đầu tiên khởi động cái series review lại cây bẫy kẹp. Thì như đầu video mình cũng đã nói rồi, là dòng cây bẫy kẹp nó là một loại thực vật sống, sinh vật sống. Nên nó sẽ phát triển và nó sẽ thay đổi trong, nên theo thời gian á, cây nó sẽ phát triển, nó sẽ thay đổi. Nên lâu lâu mình sẽ thấy, mình dòm cái cây á, nó có thay đổi gì không. Và mình, nếu như thay đổi quá nhiều đi thì mình sẽ quay review lại cho các bạn. Giống như cái cây bẫy kẹp WeWood này đi. Lúc trước các bạn thấy không, cây nhỏ xíu à, dễ thương lắm, mà giờ bự ghê nè. Đây có cây kẹp nó chuẩn bị nó bung nữa nè. Kẹp này mình hy vọng là nó cũng được 2.5cm. Và có thể là nó ra chuẩn luôn nha các bạn. Nhìn sơ sơ thì mình thấy răng nó ngắn rồi nè. Nói chung là cây nó có đặc điểm gì khác thì mình sẽ quay review lại cho các bạn xem. Ok, nếu như bạn thấy hay, hãy nhấn like, chia sẻ và nhấn đăng ký kênh để mình có động lực làm video mới nha các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình. Bye bye.